Argentina càng thi đấu càng hay tại Copa America 2021, trái ngược hoàn toàn với phong độ thất thường của Colombia. Và sáng mai, nhiều khả năng Lionel Messi cùng đồng đội sẽ có một chiến thắng tưng bừng để giành vé vào chung kết. Khởi đầu Copa America năm nay khá chậm chạp bằng trận hòa 1-1 trước Chile, nhưng Argentina đã kịp bắt được nhịp điệu bằng 3 chiến thắng liên tiếp để giành ngôi nhất bảng A và đụng độ với đội thứ tư bảng B Ecuador tại tứ kết. Cũng giống như màn vùi dập Bolivia 4-1 ở lượt trận cuối vòng bảng, Messi cùng đồng đội lại dễ dàng đè bẹp Ecuador 3-0, trong đó có pha sút phạt tuyệt đẹp của tiền đạo 34 tuổi tại tứ kết. Với những gì đang thể hiện, Argentina đang rất quyết tâm đăng quang tại giải đấu năm nay, bởi kể từ lần gần nhất lên ngôi vô địch vào năm 1993, Argentina đã dự 4 trận chung kết sân chơi danh giá nhất Nam Mỹ nhưng đều thất bại. Riêng Messi đã 3 lần thất bại dù đứng trước cửa thiên đường. Tiền đạo sinh năm 1987 vẫn chưa một lần chạm tay vào vinh quang ở 3 trận chung kết trước vào các năm 2007, 2015 và 2016. Nỗi đau Copa America của Messi cùng nhiều cầu thủ thuộc thế hệ vàng năm 1987 đến năm 1988 của bóng đá Argentina khiến họ càng quyết tâm hơn tại giải đấu đặc biệt năm nay. Bỏ qua vấn đề về gia hạn hợp đồng với Barcelona hay không, Messi chính thức trở thành cầu thủ tự do từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 vừa qua, đang tỏa sáng rực rỡ tại Copa America 2021 với 4 bàn và 4 pha kiến tạo để Argentina băng tiến về phía trước. Bên cạnh đó, những lựa chọn phong phú trên hàng công như Lautaro Martinez, Sergio Aguero, Enzo Di Maria, Enzo Correa hay Papu Gomez cũng là một lợi thế cực lớn của Argentina trước cuộc đụng độ với Colombia, nhưng Argentina không thắng trận nào và cũng không ghi được bàn thắng nào ở 3 lần chạm trán Colombia, gần nhất 2 hòa, 1 bại. Thế nên, nếu muốn hoàn tất tham vọng chinh phục đỉnh cao của giải đấu cao nhất Nam Mỹ lần đầu tiên sau 28 năm, Messi cùng đồng đội buộc phải thể hiện bản lĩnh để giải cái rớp khó khăn này. Về phần mình, Colombia đang không có được phong độ tốt. Họ chỉ có 4 điểm sau vòng bảng và lọt vào bán kết sau khi thắng Uruguay trên loạt đá luân lưu bằng tài năng của thủ thành David Ospina, người đã đẩy được 2 cú đá của Edinson Cavani và Matheus Vina. Trên cả hành trình lọt vào tới bán kết, Colombia mới chỉ ghi được 2 bàn thắng và lọt lưới 4 lần, thành tích tệ nhất của một đội bóng ở bán kết. Với tương quan ấy, khó có khả năng Colombia làm nên bất ngờ lần này.